đi lắc léo chứ không còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước kiếp đây làm nên tội gì, ôi nó nhức nhối trong buồn gan đau buốt, ôi nó xé nát trong lòng tôi. Cành thái hương, sao mà đau bên hông rồi lại đau dưới chân nhức cái lưng. Ai hậu ơi thành chớ la ào ào, khiến ruột gan đậm xót xa cồn cào, để trầm kêu lương y hồi đào. Muốn cơ tiếp sống phải cần tìm chính lộ, tha lấu ăn bổ trong thận can phế tì. Nay tìm chính lộ hiện giờ đâu có bán, ai khanh chỉ chẳng sai người mua. Cành hai rồi dầu tốn hao bao nhiêu cũng không sao. Dạ muôn tâu hạ thần là bí hầm dừa. Hả? Dạ dạ hạ thần là bí trọng. Vừa được telephone chiêu triệu dội vàng hãm khói, chạy về khâm mạng trước ngày Thôi đừng có xạo quá, giờ này đang cấp bách, không phải lúc vô giọng cổ. Mệt nghỉ, mau lãnh chiếu chỉ đi khắp chợ vườn chuối, chợ An Đông, chợ Cộng, lãnh chợ Bến Thành, vô các hàng thịt kiếm mua cho được trái tim của chính lộ. Đem vào bếp hoàng cung ướp hành ướp xả, xịt chút tàu di yếu có lâu lưu ti, để trị bệnh ho gà cho tô nương hoàng hậu. Đi xin tuân mệnh. Khoan, các người hãy đình bộ. Tìm chính lỗ lỡ trong người trường sanh vạn tuổi, mà bệ hạ sai đi tìm ở chợ vườn chuối đi làm chi? Dạ muôn tâu, trong cào ca có một người hướng thọ rất ngã chị. Hả? Ai? Ai hỏi chị? Trường sanh bất tử chính là tỷ can hoàng thúc. Hả? Tỷ can hoàng thúc? Trời ơi, tim của chúa vua ai mà dám động tới? Thôi để tiếp chết cho rồi đời. Con kìa. Đặng có nói gì đâu mà ái xanh tuổi phận. Thôi giúp giận. Này bí động. Dạ có bí đây. Biểu sức phơ lái xe hủy đất tới sông Cáo Đèo, vừa chiếu chỉ bảo hoàng thúc vào chậu lập tức. Quỷ môn sư. Ơn vua hưởng lộc, phong quốc tận trung, cơ nghiệp đạo nay rối rắm lung tung, khiến cho lão vô mùng không yên giấc. Còn đắc kỷ hiếp bị lất cất, nó lộng quyền coi dưới mắt chẳng còn ai. Dù hôn mê mấy tháng chẳng ra ngoài, làm cho văn võ đêm ngày sầu khổ. Dạ tôi bí trọng vòng tay kính bái thúc hoàng, mọi ngày chuẩn bị sẵn sàng sửa áo mão để cung nghinh kim chỉ. Thánh chỉ. Lão phu đà phủ phục, phiền cặp bồ rành tuyên đọc cho lão nghe. Dạ vâng, tôi xin đọc. Đầy tin tức khí tượng cho tàu chạy gian biển rằng, ta vua trụ xếp sòng dương quốc, sanh đúng ngày cách tốt nô âm, số kiểm tra 07 3 năm, khu về cấp ngày đồng tháng.
tháng chín. Nay bà xã ho gà bất định, thầy cầu bông nói bệnh nan y, muôn mạng căn khói la nhị tiền, phải theo sách thần y thứ dược. Tìm chính lỗ tìm đâu có được, chỉ hoàng thúc làm bực trung can, chậm phan truyền khanh tới cung vàng, tìm khanh phải sẵn sàng dân nạp. Dân nạp cái mà dân nạp. Xin tuân mạng. Ô rượu hoàng thúc. Thôi thôi rồi. Lệnh lung tâm dân nạp cho tổ nương, chắc mãn lão phải vào nhà thương chở rẫy rồi con ơi. Không thể được, không thể được, đừng thèm đi bơ cha. Con ha chẳng biết câu quân sử, thần tử, thần bất tử, bất trung hay sao? Thưa cha, con giàu mới học lớp mẫu giáo, nhưng cũng biết rằng quân sử, thần tử là khi nào vua ngon lành và xử điệu với bầy tôi kìa, thì thần mới phải đế đầu bái mạng chứ. Còn cái chuyện này là do con hồ ly tinh, nó ba gây hại người trung liệt, sao ba chẳng nghĩ suy mà lại cứ chịu chơi. Là phận tôi con phải hiến mình cho quốc sự, còn quý tử tham sanh thì thua mấy đứa lưu manh. Nếu được chết thì tổ quốc mới vinh quang, chớ chết vì con đắc kỷ lăng loạn là cái chết nói vô vàng. Nhưng lão đây phải hồi chào bái mạng, nói ba điều bốn chuyện với vua rồi lão sẽ rờ tua. Con kêu bà cứ ở nhà và cứ nhậu lại lại, để con đi xem cơ sự thế nào rồi về báo lại cha hay. Không được, nếu còn đi trễ giờ chúa thượng giận ác nguy, con sẽ cởi lầm rết ta và rồ hết ra đi cho thật lẹ. Vậy ba yên lòng đợi té sẽ tớ lùi, ba cứ yên vui mà ngồi đầy ba uống rượu. Ê, chết tới không lo mà cứ lo ăn với nhậu, tao không mờ ngờ mày ba bon đúng là thằng cô son. Ba, ba đừng đi ba ơi, ba không nghe lời sẽ lâm nguy, ba vào tiêu rồi còn gì si quách nữa ba. Xê ra ba, dù cho si quách tan tành, miệng sau trọn đạo mới đành giả ta tấu. Ba đừng đi ba. Thế nào hỡi hoàng thúc, hồi nãy trước giờ lâm triều thẩm đã nói rõ ràng bệnh tình của ái hậu ta cho hoàng thúc nghe. Vậy bây giờ, trước đây có triệu thần chán gió, hoàng thúc có chịu dâng trái tim đó không? Dạ muôn tâu bệ hạ. Ừ. Sanh mạng này eo ọp xa chi. Ừ. Nhưng chết như vậy thật là vô lý, xin ngài nghĩ lại. Cha trả ai cho tỷ can hoàng thúc, giỏi cho tỷ can hoàng thúc. Đã hai quen, ta nói lời thông cảm, hoàng thúc chẳng chịu dâng tim, để là chú vua nên chậm vẫn còn nghe, chữ cái mửng mà xài sẽ đậm, đã nhốt phú gia ba tháng. Làm gì mà đòi nhốt lão vô phú gia, lão có tội gì cơ chứ? Bệ hạ, trời ơi, có thuốc chưa bệ hạ, chết mệt. Có thuốc bây giờ. Thế nào hoàng thúc, có chịu đưa tim không? Này vô hồn bí đậm. Dạ. Đưa lão già lì lộn qua lò heo thổ quyết,
cây tân lửng. Con khách nào ta tới mà chó sủa dữ vậy cả? Dạ, dạ muôn tôn có hẹn kinh hoàng quý hố muốn nhập điện rồng, còn ngồi ngoài sa lông chợ lĩnh. Ok, cho vào. Tâu dân kinh bay thiên nhang, chào tỷ can tể tướng, thần hẹt kinh hoàng phi hổ ư hầu. Lúa hẹt đi, có chuyện chi mà cánh vào chậu sanh tứ vậy? Dạ muôn tâu thần xin hỏi. Cơ sào về hà tộc quyết lấy tim thúc hoàng, để cho vợ uống chữa bệnh ho gà. Thần nghe mà ưa gan, mơ vô cùng hoàng để gian càng cái điều ức hoàng. Nên đi hẹn khi nào biết cái khỉ khô tóc gì, vào đây mà gian dơi càng thêm móc thì về lo mà ngủ đi. Ở đây quê này đắm đổ lì xử tù gì. À, tôi trung thần khuyến nhủ, bệ hạ lại đuổi xuống tất cả trả này. Ta muốn xô ngã đền vàng cho tan gia bại sản. À, không nên làm cái gì mà hung dữ quá vậy, làm tôi sợ muốn thắt cổ rồi. Nhờ thấy không? Đó, thấy không? Thấy ông hoàng phi hổ, người đã làm cho ái hậu cục quân của trẫm muốn tắt thở rồi đây nè. Thấy không? Trời ơi, mau đi đi, sao còn đứng đó? Hết đi, nếu còn cứng cổ ra liền, ta sẽ xin mi tiêu huyết. Ngon nhào vô, thôi bỏ qua đi tám ơi. Xin thanh chúa chớ nên lấy lè, cảm ơn hẹt kim che chở thân tôi. Đạo thần tử phải trọn bày tôi, dầu quan ức dám đâu nhiều lời. Nhưng trên thánh hoàng mê mũi tàn bao, vì chồng cai giết hai người ngay. Thôi đừng nhiều tiếng nhức xương rộm tay, ta truyền quân chém chết ngay bây giờ. Võ đao ý định à, võ đao hãy dừng tay lại, đứa nào lộn xộn tên ngay đầu bây giờ. Thằng nào dám chịu qua chơi, sắp vô mình ta thư ra coi. Đừng có nóng mơ hoàng phi hổ bạn ơi, cứ để mặt tôi. Kìa bệ hạ, sao bệ hạ làm thinh vậy? Thiệt là nhục nhã cho một vị vua mà. Người ta đã mắng vợ mình là chồng cai yêu á tình, mà đứng nhìn chẳng bình. Thiệt lấy ông uổng phí cả một đời vậy đó. Vua mà nhát hèn hơn thỏa đế, để bày tôi xài xế nhục nhã thế ni, sao chẳng chém quách nó đi. Thôi cái gì lời con chồng cai bà sùng, thấy liệu hồn ta bắt nâu là gù. Chả chảo quả hẹt kim coi chấm chẳng ra gì, quân mau chém đầu đem xác nó bỏ công xin. Khoan, đừng nổi máu vô cùng căng người ta bơ hẹt kim hoàng phi hồ. Thà để cho lão phu mổ bụng dân tìm cho con đắc kỳ nó vui lòng. Từ thuở bồ trai cho đến nay vui mỏi lưng còng, trọn đời gánh vác non sông tỷ can này một lòng tung nghĩa đắc kỷ. Tìm đây mi cứ dẫm xà để cho
dứt bình ho gà của mi. Ôi còn chi cơ nghiệp thành thang, lão phù nhắm mắt thôi gút bài thanh hoàng. Ơ, ôi cha, ôi cha. Hoàng thúc, trời ơi, Hoàng thúc đã mổ bụng chết rồi. Trời, đây đây là hậu thầy nè, thầy tìm chính lỗ đây hậu cầm lấy. Thầy hả ơi, cái tiền của Hoàng thúc mập quá vậy hả? Thôi để tiếp ăn sống về cho nó thấm nha vậy hả? À, ăn sống hay luộc gì đó tùy ý, miễn sao hết bệnh đặng chung vui với trẫm rồi. Thật thôn quá vậy hả ha. Dạ dạ. Bớt cái quần ba xạo, chớ có nên kêu ngạo, nói nghe hùng bạo, ta sẽ giúp quân vô đạo, hỡi hùng quân. We say yeah, we say yeah, we say yeah. Ba năm bờ quăng, còn bảy năm bờ thêm, ta sẽ giết bầy rau nạo để soi gương cho hậu thế. We say yeah. Thôi im ngay đi, đừng có hổ mà bị trôi di tam tộc ta. Đừng có hỗn độ phản loạn, mày sẽ nát xương. Còn lâu, bơ tên trụ dương mè cao và con trồn đèn khát máu kia, trước khi ta bỏ nhà trụ qua đầu nhà châu, ta nhất định bắt chước ra cô la xin con trồn này tí quyết. Wow. À, thầy ơi, cắn em à. Trời ơi, lộng quá rồi, lộng quá rồi. Hoàng Phi Hổ, ngươi dám dùng cái miếng cẩu sực chí quá cắn vợ ta, vì là nha sắc của nàng rồi. Có sao không hậu, có sao không hậu? Sayonara.